Bác Đậu Công Lý đưa vợ hot girl kém 15 tuổi đi thử váy cưới, chuẩn bị cưới lần hai. Điều khán giả nghi ngờ khi loạt ảnh của bạn gái xinh đẹp của Công Lý đi thử váy cưới làm dấy thông tin chàng Bác Đậu chuẩn bị cưới vợ xinh đẹp lần hai. Năm 2016, Bác Đậu Công Lý khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ những hình ảnh tình cảm bên một cô gái trên trang cá nhân. Nam diễn viên hài cũng chuyển từ trạng thái độc thân sang hẹn hò. Nửa kia của anh tên Ngọc Hà, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và từng lọt top 20 Hoa hậu du lịch Việt Nam. Sau khi công khai, Công Lý thường xuyên đưa bạn gái tham gia các hoạt động của làng giải trí. Thời điểm đó, Công Lý chia sẻ, trước đây tôi chọn giải pháp im lặng vì không muốn công khai với báo chí về mối quan hệ mới. Nhưng bây giờ thì chắc không còn cơ quan báo chí nào thắc mắc vì bạn gái tôi cũng là một phóng viên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tin đồn cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay dấy lên trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khi đề cập tới vấn đề này, Công Lý luôn từ chối hoặc trả lời khéo léo. Chính vì thế, hình ảnh của Ngọc Hà trong trang phục cô dâu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, dù tránh nói đến chuyện cưới xin, nhưng Bác Đậu Công Lý cũng từng khẳng định sẽ có một đám cưới trong tương lai, nhưng hình thức thế nào tôi xin được giữ bí mật. Ngọc Hà sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng thanh mảnh, cao ráo. Công Lý chia sẻ cả hai tình cờ gặp nhau trong một buổi họp báo. Ngọc Hà đặt vấn đề phỏng vấn riêng, dù chênh lệch tuổi tác nhưng với Công Lý tình yêu không hề có khoảng cách. Anh cũng thừa nhận bản thân không thuộc tiếp người ga lăng lãng mạn, không nói được những lời bóng bẩy hoa mỹ. Nam nghệ sĩ chỉ thể hiện tình cảm bằng cách làm đúng với những gì cảm xúc muốn thể hiện. Công Lý cũng ấn tượng ở Ngọc Hà bởi tính cách vô tư, hồn nhiên, nhưng đó là bản chất của con người khó có thể thay đổi trong ngày một, ngày hai. Nhưng Ngọc Hà cũng rất chân thành, đó là điều anh yêu nhất ở bạn gái. Không chỉ có thân thiết và thương với con riêng của bạn trai, Ngọc Hà còn có mối quan hệ tốt với Thảo Vân, vợ cũ của danh hài.